Đuôi nó phải vánh. Vánh chéo ngang quá. Mấy thằng trẻ con kia.
tóc đằng kia. Nó chạy về rồi. Xe nó lạch cạch. Con Vin ngày xưa cũng ra là thích cái mấy cái xe đạp của bọn trẻ con. Như cái xe sau kia đi nó làm gì có tiếng gì, nó có ấy đâu, phản ứng gì đâu. Ngại à? Ra nói chuyện đi, bắt chuyện đi. Tiến lên chậm chậm thôi thì em nó không sợ. Làm quen với nhau đi. Đốt này nó có giữ không anh? Đấy, thì nó với con chó con thì biết. Vâng. Tức là nó giữ là với những cái mối đe dọa nó thì nó sẽ đấy. Rất là giữ. Vâng. Cái chó này nó mà đã quay là mối đe dọa với con mồi thì nó sẽ rất là dữ dằn, còn bình thường thì nó rất là lành. Vâng. Với chủ thì nó rất lành, như bọn chó con này nó cũng rất lành, nó chiều. Trong cái tướng kinh nhỉ. Con tự bấm, con bấm coi, nó sợ. Dòng
rốt này cũng là tính là dòng chó dữ nhỉ anh nhỉ đúng không? Ờ, là dòng chó nguy hiểm chứ không gọi là nguy hiểm chứ... đúng rồi. Nguy hiểm bởi vì nó rất to và khỏe. Con này phải 4 mấy cân nhỉ anh nhỉ? Hơn. À thế ạ, to. 5 mấy cân. Nhà em ở nhà em bố em cũng có đi hình như này nhưng mà em chẳng ra giờ dám sờ nó. Cho nó lên ô tô và nó ngồi chiếm luôn hết ghế sau.